Vâng, xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã lướt vào kênh YouTube của cửa hàng Honda Đức Mười. Và hôm nay Lộc sẽ báo giá và chương trình khuyến mãi của tất cả các dòng xe và báo giá cụ thể giá xe sau Tết nha các bạn. Rồi, trước mắt các bạn đây là dòng Vinis V3. Thì bên cạnh những phiên bản Vinis V2, V3, bên cửa hàng Honda Đức Mười đã có đầy đủ tất cả phiên bản màu nha các bạn. Đối với bản Vinis thì hiện tại giá của nó sẽ dao động từ 46.090.000 đồng cho đến 50.490.000 đồng đối với bản V3 nha các bạn. Cộng với bản V2, bản V2 thì giá sẽ dao động từ 42.490.000 đồng cho đến là 46.990.000 đồng nha các bạn. Hiện tại thì dòng Vinis bên cửa hàng Honda đang có cái chương trình ưu đãi cho khách hàng, là chương trình mua xe và được bảo hành xe lên đến 5 năm hoặc là 50.000 km. Ngoài ra mình sẽ được thu xe cũ đổi xe mới giảm giá 1 triệu đồng nữa nha các bạn. Vâng, và kế tiếp là phiên bản Honda Future đang được hỗ trợ giảm giá lên đến 2 triệu đồng giá sau Tết. Thì đối với dòng Honda Future, sau khi cửa hàng hỗ trợ cho các bạn rồi, giá sẽ còn lại là 37.490.000 đồng nha các bạn. Trước mắt các bạn đây là phiên bản màu, những phiên bản màu độ của cái hàng Honda Honda Đức 10. Thì đối với những bản màu độ này, bên cửa hàng sẽ hỗ trợ cho các bạn ra cà vẹt giống như xe, các bạn cứ yên tâm. Và xe sẽ được bảo hành 3 năm hoặc là 30.000 km nha các bạn. Rồi kế tiếp đó dòng quay Alpha. Thì đối với phiên bản quay Alpha, bên cửa hàng Honda Đức 10 cũng đã có đầy đủ tất cả phiên bản màu. Và xe quay Alpha cũng được bảo hành 5 năm nha các bạn. Màu này là phiên bản màu xanh Titan. Và giá của dòng xe quay Alpha này á, hiện tại là nó sẽ là 19.790.000 đồng, đang hỗ trợ mua xe không cần trả trước, nhận ngay cả vẹt gốc, hoặc là mình lên hồ sơ online giao xe tận nhà nha các bạn. Cùng phân khúc với dòng quay Alpha thì bên cái hàng Honda Đức 10 sẽ có thêm mẫu quay Black 110. Thì quay Black nó sẽ có 3 phiên bản, giá nó sẽ dao động từ 19.490.000 đồng cho đến 20.490.000 đồng, và bản bánh mâm thì nó 21.990.000 đồng nha các bạn. Đặc biệt thì dòng quay Black vẫn hỗ trợ cho mình là mua xe góp không trả trước, nhận ngay cả vẹt gốc, và xe sẽ được bảo hành 5 năm hoặc là 50.000 km. Kế tiếp là dòng 110 phân khối quay RSX sử dụng hệ thống phun xăng điện tử tiết kiệm nhiên liệu. Thì đối với quay RSX nó cũng sẽ có cho mình là 3 phiên bản hệ thống phun xăng điện tử BGMFA nha các bạn. Quay RSX thì hiện tại có 3 phiên bản, nó sẽ dao động giá từ 22.990.000 đồng cho đến 25.990.000 đồng nha các bạn. Và những cái dịch vụ phụ các bạn làm thêm sẽ được giảm giá thêm 30% nữa nha các bạn. Bên cạnh những dòng xe số cao cấp thì bên cửa hàng Honda Honda Đức 10 sẽ có thêm một số cái dòng xe tay ga và chương trình khuyến mãi là sẽ báo cho các bạn luôn. Đối với dòng xe Ly thì động cơ 125 phân khối, xe sẽ được bảo hành 3 năm hoặc là 30.000 km. Thì đối với xe Ly này sẽ có 2 phiên bản và giá sẽ dao động từ 38.990.000 đồng cho đến là 43.990.000 đồng nha các bạn. Và dòng xe Ly cũng đang được hỗ trợ mua xe trả góp với lãi suất cực kỳ ưu đãi nha các bạn. Lên hồ sơ online, nhận ngay cả vẹt gốc và giao xe tận nhà. Đối với dòng xe Ly này thì Honda Việt Nam vừa mới ra mắt phiên bản 2022 nha các bạn. Và trước mắt các bạn đây là phiên bản 2022, phiên bản cao cấp màu đỏ. Rồi kế tiếp cái dòng xe tay ga 125 và 150 là bên Honda sẽ trang bị cho các bạn là phiên bản Black 125 và Black 150. Thì chương trình của dòng xe Black thì nó cũng rất là ưu đãi, thu xe cũ đổi xe mới giảm ngay 1 triệu đồng. Thứ hai nữa là xe sẽ được bảo hành 5 năm hoặc là 50.000 km nha các bạn. Và đối với dòng xe Black thì bên cái hàng Honda Đức 10 đã có đầy đủ tất cả phiên bản màu. Và ngoài những phiên bản màu của Honda ra, bên cái hàng Honda Honda Đức 10 cũng sẽ có đầy đủ tất cả phiên bản màu độ để các bạn dễ dàng lựa chọn hơn. Và những phiên bản màu độ mình sẽ được bảo hành 3 năm hoặc là 3 khi mà xe có vấn đề về màu sơn, bên cửa hàng Honda Đức sẽ hỗ trợ bảo hành cho các bạn. Và phiên bản 150 cũng có phiên bản độ màu luôn nha các bạn. Đối với bản 150 thì nó sẽ được trang bị thêm cái thắng ABS, nó sẽ an toàn hơn. Và cái thắng ABS này nó sẽ khác với bản 125 nha các bạn. 125 này sẽ không được trang bị ABS, còn 150 trang bị ABS thì thắng không bị dính đĩa.
Về phiên bản độ Repsol này các bạn thì nó sơn hoàn toàn đấu tem hết luôn. Thì đối với những cái phiên bản sơn đấu tem này các bạn sử dụng nó sẽ bền bỉ hơn và nó tinh tế hơn và nó bóng hơn nha các bạn. Đối với những phiên bản màu sơn này mình được bảo hành tới 3 năm. Trong thời gian sử dụng nếu mà nó bị bay màu hay bong chóc, các bạn cứ ra cửa hàng để Lộc sẽ bảo hành cho các bạn. Và phiên bản 125 độ màu xanh cam cực kỳ là nổi bật luôn nha các bạn, cực kỳ đẹp. Đối với dòng Alex nữa thì hiện tại bên cửa hàng Hồng Đức 10 sẽ hỗ trợ cho các bạn trừ trực tiếp vào giá xe là 2 triệu đồng, ngoài ra gói quà tặng 1 triệu đồng. Và nếu các bạn có phí ưu đãi quay lại mua xe Alex lần 2 sẽ được hỗ trợ giảm giá thêm 1 triệu đồng nữa, và thu xe cũ được giảm giá thêm 1 triệu đồng nữa nha các bạn. Phiên bản Alex 150 này thì bên cửa hàng đang độ với phong cách là màu đen tem cam giống như bản kỷ niệm 10 năm nha các bạn. Đối với phiên bản này thì mình sẽ được bảo hành màu sơn 3 năm về phiên bản độ sơn đấu tem. Thì các bạn thấy phiên bản độ đấu tem này nó cực kỳ đẹp luôn nha các bạn. Và kế tiếp cái dòng xe Tayga cực kỳ là sang trọng là dòng xe SH More. Thì dòng xe SH More hiện tại bên cửa hàng Hồng Đức 10 cũng đã có đầy đủ tất cả phiên bản màu luôn của Honda và những phiên bản màu độ. Thì xe SH More cũng được giảm giá trực tiếp với giá xe là 2 triệu đồng. Xe được bảo hành 3 năm hoặc là 30.000 km. Ngoài ra thì dòng xe SH More cũng có chương trình thu xe cũ đổi xe mới luôn nha các bạn. Và dòng xe SH More này giá nó sẽ dao động từ 69 triệu 990 000 đồng nha các bạn. Và đối với phiên bản SH More ngoài những cái màu của Honda ra nè, như các bạn cũng thấy là phiên bản màu xám đen cực kỳ đẹp và phiên bản màu xanh đen xanh nhám nha các bạn. Đây phiên bản màu xanh nhám xanh đen. Và những cái dòng xe SH More này bên Hồng Đức 10 đã có đầy đủ màu cho các bạn luôn, nên mình sẽ dễ dàng lựa chọn hơn. Rồi kế tiếp Lộc sẽ quay về cái màu xe SH More phiên bản màu trắng sơn đấu tem tem cam sơn độ nha các bạn. Đối với dòng SH More này thì bên Hồng Đức 10 sẽ hỗ trợ giảm trực tiếp vào giá xe là 2 triệu đồng. Tem thì nó sẽ sơn đấu tem luôn nha các bạn, nên sẽ sử dụng rất là bền bỉ và được trang bị thắng ABS cực kỳ là an toàn. Và đối với dòng xe SH More này hiện tại bên cửa hàng cũng hỗ trợ cho các bạn là mua góp với lãi suất cực kỳ ưu đãi, và các bạn chỉ cần trả trước từ 30% giá trị xe. Mình sẽ lên hồ sơ online nhận xe tại cửa hàng và cửa hàng sẽ hỗ trợ giao xe cho các bạn luôn. Kế tiếp là dòng xe cao cấp Tayga cao cấp hạng sang của dòng xe SH. Thì dòng xe SH thì nó sẽ có cho các bạn là hai phiên bản 125 và 150, và mỗi phiên bản nó sẽ có 125 CBS, ABS, 150 CBS và ABS. Và giá của dòng xe SH hiện tại sẽ dao động 125 nó sẽ dao động là 91 triệu 990 ngàn đồng, và 150 nó sẽ dao động từ 111 triệu 990 ngàn đồng nha các bạn. Vâng, thì ngoài những phiên bản màu của Honda ra thì bên Hồng Đức 10 sẽ có cái phiên bản màu mới cho các bạn nữa. Những phiên bản màu này thì các bạn cứ yên tâm sử dụng, bên Hồng Đức 10 sẽ bảo hành cho các bạn luôn nha các bạn. Và kế tiếp á, là cái màu trắng đen của dòng xe SH. Trắng đen thì nhìn nó cực kỳ là đẹp luôn nha các bạn. Thì bên cửa hàng Hồng Đức 10 vẫn hỗ trợ đối với dòng xe SH này là hỗ trợ mua xe trả góp, lên hồ sơ online nhận ngay cả bạc gốc luôn nha các bạn. Và kế tiếp thì Lộc sẽ báo cho các bạn một cái phiên bản CBR150G của Honda vừa mới ra mắt. Thì bên cửa hàng Hồng Đức 10 đã có đầy đủ màu luôn. Và hiện tại dòng CBR150G này các bạn, giá nó sẽ dao động từ 72 triệu 990 ngàn đồng cho đến là 74 triệu 490 ngàn đồng nha các bạn. Và dòng xe CBR150G này nó sẽ được trang bị cái thắng ABS đó các bạn. Xe cực kỳ là đẹp, động cơ vẫn là 150. Kế tiếp là Lộc sẽ quay về cái dòng xe Super Cup. Super Cup thì bên cửa hàng Hồng Đức 10 cũng đã có đầy đủ tất cả phiên bản màu, đặc biệt là phiên bản màu đen luôn nha các bạn. Trước mắt các bạn đây là màu xanh. Ngoài những màu của năm rồi ra như là xanh, trắng, đỏ, xanh trắng, thì bên Hồng Đức 10 cũng sẽ có cái phiên bản màu xanh nhám luôn. Và giá hiện tại của dòng xe Super Cup này các bạn, thì sau khi bên cửa hàng Honda Hồng Đức 10 hỗ trợ các bạn rồi,
giá nó sẽ dao động từ 97.990.000 đồng. Vẫn hỗ trợ mua xe trả góp và là sức cực kỳ ưu đãi nhé các bạn. Ngoài những chương trình ra Lộc như Lộc vừa báo á, thì bên Hồng Đức 10 sẽ hỗ trợ cho các bạn gói quà tặng 1 triệu đồng. Và bao gồm là như là nón, áo gió, 2 lít rửa xăng và chế độ kiểm tra xe. Thì và các bạn đang có nhu cầu sử dụng về dòng xe, tất cả những dòng xe của Honda, thì các bạn hãy liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của Lộc. Lộc sẽ để về phần bên dưới video. Và kế tiếp Lộc sẽ quay cho các bạn về cái dòng xe tay ga động cơ 110cc và dòng xe hiện đại tay ga đang bán chạy nhất của thị trường Honda Việt Nam nhé các bạn. Đó là dòng Honda Vision động cơ 110cc. Đối với dòng xe Honda Vision thì bên cửa hàng Hồng Đức 10 sẽ có cho các bạn đầy đủ tất cả các màu luôn. Hiện tại dòng xe Vision nó sẽ dao động cho đến là 30 màu nha các bạn. Và dòng xe Vision này thì giá hiện tại sau khi cửa hàng hỗ trợ cho các bạn là 2 triệu đồng, thì giá xe nó sẽ dao động từ 35.990.000 đồng cho đến 41.290.000 đồng tùy theo màu và phiên bản xe nha các bạn. Ngoài những dịch vụ phụ các bạn làm thêm mình sẽ được giảm giá thêm 30%, như là mình gắn ba ga phụ kiện, phủ nano, gắn chống trộm, quấn ống xăng và gắn chống hết bình, thì những cái đó mình sẽ được giảm giá 30%. Và nếu các bạn thấy video của cửa hàng Honda Hồng Đức 10 hay, các bạn hãy like và chia sẻ để những người thân của mình đang có nhu cầu sử dụng những dòng xe Honda thì mình sẽ được tham gia mua xe với chương trình cực kỳ ưu đãi. Vâng, xin chào các bạn và hẹn các bạn ở video lần sau.